祝贺公安齐扬，顶门主耶稣基督跳台马公。vào một ngày Sa-bát, Đức Giê-xu đi băng qua cánh đồng lúa. Dọc đường các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-siêu liền nói với Đức Giê-xu: ông coi ngày Sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép. Người đáp: các ông chưa bao giờ đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Abiathar, ông vào nhà Thiên Chúa ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế. Người nói tiếp: ngày Sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày Sa-bát. Bởi đó, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Đối với người Do Thái thì luật giữ ngày Sa-bát là luật quan trọng nhất, tức là luật để thờ phượng Thiên Chúa. Nhưng mà tới thời Chúa Giê-xu đó thì cái nhóm kinh sư mà phần lớn là Pha-ri-siêu, họ đã bày thêm rất nhiều chi tiết để liên quan tới ngày Sa-bát mà đòi hỏi mọi người phải giữ. Hôm nay qua câu chuyện các môn đệ bị kêu ca về vấn đề ngày Sa-bát, thì Chúa Giê-xu đưa ra một nguyên tắc chúng ta cần hiểu rõ. Ngày Sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày Sa-bát. Câu nói đó, thưa anh chị em, Chúa Giê-xu muốn nói rằng con người mới là chính, luật lệ là phụ thuộc. Luật lệ sở dĩ có là để giúp cho con người đạt tới ơn cứu độ. Chúng ta cần hiểu rõ điều này. Con người mới là chính, không phải là luật lệ. Cho nên có nhiều trường hợp, nhất là khi đi xưng tội, người ta cứ kể lung tung tội này hoặc khác, trong khi nó không phải là tội. Bởi vì sao? Không hiểu luật, không biết rằng luật để giúp cho con người, chứ không mình bị lệ thuộc vào luật lệ, không làm nô lệ cho luật lệ. Chúng ta biết rằng là con người mới là chính yếu. Tất cả mọi luật nhằm giúp con người đạt tới ý muốn của Thiên Chúa. Bây giờ chúng ta phải thí dụ để anh hiểu. Đối với chúng ta bây giờ đó, cái luật giữ ngày Chúa Nhật là quan trọng hơn cả. Mình đọc là giữ, nhưng mà thật sự ra chính bản văn sách giáo lý của giáo hội gọi là thánh hóa ngày Chúa Nhật. Thánh hóa ngày Chúa Nhật, tức là cái ngày Chúa Nhật đó, ngày đó dành cho Thiên Chúa. Thánh là Thiên Chúa, dành cho Thiên Chúa. Bây giờ tôi giải thích cái luật đó để anh chân hiểu rằng mình lơ mơ lắm. Tức là cứ hãy mà không đi lễ là đi xưng tội. Nó không phải như vậy. Có những người thì đau bệnh không đi lễ được cũng đi xưng tội. Người khác thì
sinh con, không đi lễ được cũng đi xưng tội. Đó, chúng ta làm nô lệ cho luật mà chúng ta không ý thức. Chúng ta chỉ phạm tội khi nào mình chủ ý có thể làm được, mà chủ ý không làm, lúc đó mới có tội. Đó, anh xem vui lòng hiểu rõ để bớt cái chuyện, tôi nghĩ là không hết được đâu. Rồi có những người xin lỗi là cố chấp lắm, nói thế nào cũng không nghe. Tôi cất nghĩa xong nó đòi tội, nó hỏi ra, hiểu chưa? Nhưng mà thưa cha, xưng cho nó chắc. Đó, anh chăm như vậy đó. Và cái tội đó, đó, cái tội mà xưng cho nó chắc đó là mắc tội với Chúa. Chúa không bắt tội mà mình bảo rằng Chúa khắt khe quá, cho nên mình mới làm cái tội đó. Đó. Cho nên thưa anh chăm, cần hầu hết chúng ta không có hiểu rõ luật lệ. Không hiểu rõ vì không học giáo lý, không chịu nghe giảng dạy. Tôi trở lại vấn đề ngày Chủ nhật, nó tương đương với cái luật Sa-bát ngày xưa. Thì trước hết được cách nghĩa đã. Cái luật thánh hóa ngày Chủ nhật nghĩa là gì? Dành chọn cái ngày đó cho Thiên Chúa. Rất nhiều người khi đi xưng tội chỉ nghĩ rằng à, mình có đi lễ đủ rồi. Nhưng mà chưa đúng luật, đâu phải đi lễ mà xong đâu. Đi lễ là cái điều chính yếu, nhưng mà thánh hóa ngày Chúa nhật, tức là dành tất cả cái ngày đó cho Chúa, có không? Bây giờ tôi giải thích cho anh em hiểu. Đó, dành chọn ngày cho Chúa, theo sách thánh đó, thì 6 ngày kia làm việc rồi, ngày xưa thì ngày Sa-bát, còn bây giờ chúng ta là ngày Chủ nhật thì dành cho Chúa, hướng tình cho Chúa, tức là hướng mọi chuyện về Chúa. Trong đó thánh lễ là chính yếu, nhưng không phải là tất cả của ngày Chủ nhật. Cái ngày hôm đó ngay từ sáng sớm chúng ta phải hướng về Chúa. Hôm nay ngày của Chúa, hôm nay con sẽ sống cho Chúa, con hướng về Chúa, con dành giờ đọc kinh cầu nguyện, làm những việc tốt lành để tôn vinh Chúa, có không? Tuyệt đại đa số không có. 99% lẻ 99 không có. Bởi vì ngày Chủ nhật là nghỉ việc, thảnh thơi nghỉ học, là chúng ta dành giờ. Không phải dành giờ cho Chúa, dành giờ cho mình, cho những thú vui của mình, cho việc giải trí, nghỉ ngơi các cái, rồi đủ thứ, rồi kể cả những cái chuyện mà không chính đáng nữa, mình rảnh giờ. Tôi nói cái đó rồi, bây giờ tôi phải giới thiệu cho anh em để anh em ý thức cái ngày Chủ nhật. Thánh hóa ngày Chủ nhật trước hết là việc đi lễ rồi. Tôi chưa nói đi lễ như thế nào đâu. Rồi đi lễ, rước lễ xong rồi trở về nhà phải dành giờ đọc kinh cầu nguyện hơn ngày thường. Rảnh mà, giờ của Chúa mà, dành cho Chúa, ngày dành cho Chúa, hướng về Chúa mà. Chúng ta đâu có đọc kinh thêm. Xin lỗi, có một số trường hợp thì còn bớt nữa. Vì hôm đó là bận coi tivi, bận đi chơi, bớt đi hay bỏ luôn. Dành giờ cầu nguyện, dành giờ đọc kinh thánh, đọc lời Chúa, có không? Anh chị em không cần trả lời, tôi biết rằng tôi hỏi như vậy là anh chị em hiểu rồi. Rồi gì nữa chưa? Đó là bổn phận đối với Chúa. Anh chân ai muốn đấy, đấy, nghe tôi nói đấy, là dành giờ thêm giờ cầu nguyện và dành giờ đọc kinh thánh, cũng đọc một cách cầu nguyện. Tiếp theo, dành giờ để đi thăm người này người kia, có thể bạn bè, người thân, nhất là những người hay là những người già yếu, neo đơn, nghèo khó, bệnh tật,
chuyện này chuyện khác. Những việc bác ái như vậy cũng là hướng về Chúa. Và nếu ngày hôm đó hàng xóm láng giềng hay người người kia, người ta có việc phải giúp đỡ, họ đang cần phải dọn nhà, đang phải làm cái gì đó, đó mình đến giúp đỡ, được phép và rất nên việc bác ái mà. Thế thì cái ngày đó như vậy là thánh hóa ngày Chúa Nhật, dành trọn ngày đó cho Chúa, hướng về Chúa. Đâu chúng ta có bao giờ làm đâu. Nhưng mà chúng ta bị nô lệ cho cái luật đi lễ Chúa Nhật đó, hay không đi là đi xưng tội, có thế thôi. Bất kể lý do gì, Chúa nào Chúa mà ác độc như vậy, mình không đi nổi mà Chúa bắt tội mình. Nhưng mà còn cái vấn đề mà bận đi làm ăn, bận đi làm việc rồi bỏ lễ thì cái đó không được, không được. Ưu tiên cho Chúa. Và tôi nói ngay cái này nữa, cái ngày Chủ Nhật bây giờ nó bắt đầu từ chiều thứ bảy cho đến hết chiều tới tối Chủ Nhật. Cái đó không phải là bày ra đâu. Đó. Thời gian phục vụ ngày Chủ Nhật nó bắt đầu từ chiều thứ bảy. Đó. Thành từ đó, nếu ai đi lễ cả ngày thứ bảy, cả ngày Chủ Nhật thì tốt. Nếu không thì cố gắng đi lễ chiều thứ bảy, ngày Chủ Nhật mình bận chuyện gì quá thì mình vẫn đủ luật, giữ đủ luật rồi. Có cha bảo rằng khi nào không thể được mới được phép đi ngày thứ bảy. Tôi nghĩ cách cắt nghĩa đó không đúng, cắt nghĩa không đúng. Ngày thứ bảy có giá trị như ngày Chủ Nhật hoàn toàn. Bởi vì ngày Chủ Nhật nó bắt nguồn, bắt đầu từ chiều thứ bảy. Anh xem nghe rõ đó. Cho nên mình phải sắp xếp, ưu tiên. Thế rồi ngoài ra có một số trường hợp nữa, hay đi trễ. Lỡ cái chuyện gì một lần thì mình biết rồi. Nhưng mà nhiều có những người thường hay đi trễ đó, những cái lỗi đó mình khi xưng tội mình không xét. Hay đi trễ không, đúng không? Coi thường Chúa, coi thường cộng đoàn hội thánh. Cái đó là Chúa ghi nhớ tất cả nhé. Những người chủ ý đến sớm để mà chuẩn bị thì Chúa thấy tất cả những người đó được ơn phúc nhiều hơn, chắc chắn, chứ không phải là chuyện đùa đâu. Đó là bây giờ còn khi đi lễ như thế nào, chúng ta có đem hết tâm trí vào trong thánh lễ không? Có chăm chú nghe sách thánh lời Chúa không? Chưa nói nhiều chuyện khác nữa. Đó, bây giờ một cái chuyện như vậy thôi là chúng ta mới thấy rằng chúng ta chưa hiểu biết và còn thiếu sót rất nhiều, trong khi chúng ta bị nô lệ bởi cái việc làm hay không làm, hễ không đi lễ là xưng tội. Thế rồi một số anh chị em nữa, bây giờ mà còn nghĩ là còn xưng là bỏ lễ trọng. Thưa anh chị em với lòng nghe rõ, trong miền Nam này đó, chỉ buộc các ngày Chúa Nhật và lễ Giáng sinh mà thôi, không có một lễ nào khác buộc hết. Các ngày Chúa Nhật và lễ Giáng sinh, các ngày khác, lễ trọng, lễ này lễ kia hay tuần thánh, đi thì tốt, không đi cũng không có tội gì hết cả. Đó. Bây giờ chúng ta đi sang một vấn đề khác, để cho thấy rằng mình không bị lệ thuộc hoàn toàn vào luật lệ. Bây giờ đến giờ tôi đi lễ, tôi chuẩn bị đi lễ rồi đó, thì gia đình tôi có trường hợp phải cấp cứu, không ai đưa được thì tôi phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, vì thế tôi không đi lễ được. Trường hợp đó không có tội gì hết hoàn toàn. Hay là cả trường hợp hàng xóm hay người này người kia mà tôi biết nhà họ đơn neo, không có người giúp, tôi giúp họ đưa đi bệnh viện
cấp cứu, mà vì thế tôi không đi lễ được. Tôi không có tội chết, không phải sinh. Đó, chúng ta không hiểu tới nơi tới chốn. Không cứ hay không đi lễ là đi sinh tội. Không phải. Không đi lễ, tại sao không đi lễ? Đó, cái lý do đó. Rồi mới mà chỉ đi lễ có mặt đây chưa chắc đã đẹp lòng Chúa. Nó thật với anh xem như vậy. Vì thói quen là tất cả là vì lòng yêu mến Chúa. Đó. Chưa nói rằng nhiều người đi lễ Chủ nhật chỉ vì bổn phận, chỉ vì luật buộc mà thôi. Nếu mà luật không buộc thì còn lâu họ mới đi. Có phải vì yêu mến Chúa không? Đó, bây giờ tiếp theo, bây giờ tôi thí dụ cái khác nữa để anh xem hiểu. Đọc kinh sáng tối thì có những người xưng tội là con thường xuyên bỏ kinh sáng tối, thường xuyên, bây giờ thì bỏ, đọc lại cái cứ xưng xong rồi lại bỏ rồi lại xưng. Đơn giản thôi. Cái chuyện đó, đọc kinh sáng tối là cái gì? Là mình nói lên cái lòng yêu mến, có lòng với Chúa. Mới sáng sớm mình thức dậy, mình đã nghĩ tới Chúa rồi. Tối trước khi đi ngủ mình nghĩ tới Chúa rồi. Đó, có lòng với Chúa. Có một anh thanh niên đến xưng tội. Tôi hỏi có đọc xin tôi, thưa có, kinh đọc như thế nào? Thế cha có lầm dấu đọc kinh kính mừng. Một kinh thôi, đâu có phải là kinh sáng tối như thế đâu. Làm cho nó, làm cho nó có đủ lệ như thế chứ làm gì có thể nói. Không nhất thiết đọc kinh. Nếu anh xem có thể mà dành giờ lúc đó 5-10 phút buổi sáng hay buổi tối hướng về Chúa, nhớ tới Chúa, cầu nguyện với Chúa, nói chuyện với Chúa, đủ rồi. Dành cho Chúa ngày hôm nay mọi chuyện tốt đẹp hay là không tốt, hay là chuyện vui, chuyện buồn, mọi người mình gặp gỡ, đó là được rồi. Chứ không nhất thiết phải đọc kinh này kinh kia. Thí dụ như vậy. Đấy, chúng ta không hiểu vấn đề kinh sáng tối. Nhìn thật tôi, trong cái tài liệu tôi gọi là dâng ngày và dâng đêm, không thay vì kinh sáng tối. Có thể đọc ít kinh, nhưng mà không đọc kinh cũng không sao cả. Mình dành giờ, mình trao đổi với Chúa, mình dâng cho Chúa, mình quyết tâm sống đẹp lòng Chúa vân vân. Đó, cái đó cầu nguyện như vậy được rồi. Cho nên cái vấn đề thưa anh chị em, chúng ta không hiểu biết. Và rốt cuộc rất nhiều luật lệ chúng ta bị lệ thuộc hoàn toàn, nô lệ, mà trong khi Chúa không muốn. Không phải chúng ta phải là nô lệ cho luật lệ. Luật lệ phải phục vụ chúng ta mới đúng. Khi còn ở Đồng Tiến, tôi có cái họ nhỏ. Thì sau mùa phục sinh có gì đến thăm một cái gia đình trong cái xóm đó, thì có một bà từ xa, trông xa lắm, chạy đến là ồ may quá có cha đây, con xưng tội trống. Xưng tội trống thứ sáu, thưa cha, thứ sáu từ tuần thánh vừa rồi đó con ra tiệm quên, không phải không kiêng thịt, con ăn phở, con ăn tới 2 tô. Quên ăn 2 tô chẳng có sao hết. Xin lỗi anh chị, mình chủ ý mới có, còn nó quên cứ ăn ngon lành đi xong rồi, chứ không đã ăn rồi không đang ăn bây giờ mà nhớ thì khỏi phải khạc ra, cứ được ăn cho nó hết đi. Có gì đâu, hôm khác mình sẽ dành giờ để mà đọc ở bên ăn chay kiêng thịt đó. Hôm nào anh xem thí dụ thứ tư lấy cho mà quên, thứ sáu mình đánh mà quên đó, hay là vì thí dụ khác rồi thì chọn một ngày khác bù vào, không có sao cả. Phải hiểu cho tới nơi tới chốn cái việc kinh doanh tự nó không ăn thua gì hết, không có giá trị. Nhưng mà vì Chúa mình trang tịnh để hướng về Chúa, lòng mình thanh thản, sống cho Chúa hơn nữa, yêu mến Chúa hơn nữa. Thì lúc này mình quên hoặc là mình bỏ thì lúc khác mình làm lại, có thế thôi, đơn giản như thế. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta kết luận luật lệ để giúp chúng ta đạt tới ân cứu độ, giúp chúng ta sống đẹp lòng Chúa. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cho rõ luật lệ, chứ không bị lệ, nô lệ cho luật lệ,
hơi một chút thì đi sinh tội, hơi một chút thì cho là có tội. Không phải. Nhưng mà phải, cái cốt yếu là tình yêu đối với Chúa. Trong tất cả mọi luật lệ, mọi công việc làm phải có tình yêu thì mới được Chúa chấp nhận. Còn giữ đầy đủ bổn phận, đầy đủ bổn phận thì Chúa không có lòng yêu mến Chúa, Chúa đâu có chấp nhận cái việc đó. Có thể mình không bị phạt, nhưng mà Chúa đâu có chấp nhận, không đáng thưởng. Cái vấn đề quan trọng là tình yêu đưa vào trong tất cả mọi chi tiết của lề luật. Làm cái này là vì yêu mến Chúa, vì Chúa muốn, cho nên con sẵn sàng con làm theo, đẹp lòng Chúa.